yêu cầu tất cả mọi người, anh em các đội bóng đâu gom gom ở đây, mình cứ tạo thành một không khí chưa bao giờ từng có trên sân bóng này, và hát cùng nhảy, ok. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Thế bảo đội bóng EC mỗi lần đá xong hay hát karaoke lắm mà. Hát lên nào. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tình ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, đến khi tìm ngừng đập và đôi chân lên đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Một lần nữa xin đặt chân tất cả các bạn cùng đến với sân đồng hành phát. Nào bây giờ xin mời bà con cùng đưa tay cao lên và trên khán đài đưa tay cao lên, đưa tay cao lên, đưa tay cao lên. Bên mình về rồi, một sáng mai để khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh về nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, sẽ không xa rời. Và bây giờ thì sẽ là cái giây phút mà Hưng sẽ cùng với tất cả các thành viên của bốn đội bóng. Xin mời đội trưởng bốn đội bóng cùng sẽ cùng đi theo với Tuấn Hưng để mang cái thùng từ thiện tới tận nơi để xin quyên góp tấm lòng của tất cả anh em, tất cả quý vị, tất cả các bạn đã có mặt tại sân Thành Phát.